theo là động tác đứng tựa lưng vô tường 1 phút với bóng. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn động tác đứng tựa lưng vô tường ha. Rồi, tùy theo chân chúng ta dài ngắn khác nhau thì chúng ta sẽ chọn khoảng cách đặt chân cho phù hợp ha. Rồi, đùi chúng ta song song với mặt đất, cẳng chân chúng ta sẽ vuông góc mặt đất. Rồi, lưng tựa vô tường ha. Chúng ta tưởng tượng có quả bóng trước mặt ha, chúng ta sẽ giữ tư thế này trong vòng 1 phút. Lưu ý ha, đùi chúng ta song song, cẳng chân vuông góc mặt đất thì động tác đúng. Câu số 7 ha, chân dài ra như thế này ha là sai ha. Vậy ha, bạn sẽ là chân vuông góc, cẳng chân vuông góc với mặt đất ha, đùi song song với mặt đất. Rồi các bạn đưa tay giữ trong vòng 1 phút. 1 2 3 4 5. Rồi 1 phút ha. Đó là động tác đứng tựa lưng vô tường 1 phút. Rồi.